của rất nhiều việc tôi dồn giảng viên để khóa SEO tại đào tạo SEO website nhé. Hôm nay thì tôi sẽ dành thời gian để trả lời câu hỏi tôi nghĩ rất thú vị của một bạn về tôi, đó là gì? Em có nên SEO nhiều từ khóa vào một bài viết hay không? Hay em có nên SEO nhiều từ khóa vào một cái post hay không? Đó, một cái bài đăng hay không? Thì mình nghĩ cái này khá thú vị vì thông thường con người ta khá tham lam và tiết kiệm, muốn làm ít nhưng mà lại được hiệu quả nhiều. Nhưng có lúc người ta nên cố gắng làm như thế. Thế còn với mức độ cạnh tranh cao như vậy thì càng cố gắng đổi nhất thì càng chết. Đó, thì có nên SEO nhiều cái từ khóa vào một bài viết hay không? Thì thông thường là không. Mình xin trả lời này. Mức độ cạnh tranh càng cao và SEO một từ khóa vào một bài viết đôi khi nó còn rủi ro, chứ đừng nói các bạn đặt quá nhiều từ khóa vào một bài viết. Đó, thì mình xin nói qua các yếu tố về SEO nhiều từ khóa trong một bài viết. Đây là một ví dụ cho các bạn thấy. Tôi đang cố gắng SEO một từ khóa, hai từ khóa là gì? Đào tạo SEO, dạy học SEO. Ví dụ đào tạo SEO, dạy học SEO tại Hà Nội vào một bài viết. Ví dụ tôi đã tặng một bài viết hoặc tặng một trang có chữ từ khóa này, tên là đào tạo SEO, dạy học SEO tại Hà Nội chẳng hạn. Thì tôi đang cố gắng SEO hai từ khóa khác nhau hoàn toàn, là đào tạo SEO, dạy học SEO. Mặc dù hai từ khóa là liên quan, nhưng ngay cả bản chất bản đọc như thế này bạn thấy khá ức chế vì nó bị nhồi nhét keyword cực kỳ nhiều và nó không hề tự nhiên thế nào cả. Hai từ đào tạo SEO và dạy học SEO có thể hoàn toàn SEO riêng với hai trang khác nhau. Mình khuyến khích các bạn như vậy, đôi khi nó cạnh tranh cả, đó, mặc dù nó liên quan với nhau. Tất nhiên vẫn cách để bạn SEO một, nhưng SEO một sẽ bạn sẽ bị đèn nên nó backlink khá nhiều. Ví dụ cái thứ hai đây là tôi SEO đào tạo SEO website tại Hà Nội. Thì đơn giản đây tôi có thể SEO từ khóa đơn ngắn, đơn dài vào cả đây luôn. Không biết có được gọi nhiều từ khóa hay không. Tôi không thích gọi đến nhiều từ khóa, tôi coi những từ khóa như vậy trên trang này là một từ khóa. Ví dụ tự với một cái title như vậy, bạn tạo một cái trang có tên như vậy, thì bạn có thể vừa SEO từ đào tạo SEO, đào tạo SEO website, đào tạo SEO website Hà Nội, đào tạo SEO Hà Nội, vân vân. Thì nó là cái tập con của cái title ấy. Và các bạn chỉ cần khéo léo đặt link nội bộ là có thể ok. Đấy. Còn cái thứ ba, thứ tư là gì? Tôi thấy khá nhiều bạn đang làm spam này, nghĩa là cố gắng nhồi nhét keyword title, nghĩa là đào tạo SEO không giấu uy tín chẳng hạn như vậy. Rất nhiều bạn đang nhồi nhét, bạn nghĩ là bạn đặt cái này lên thì cái từ khóa đào tạo SEO không giấu bạn sẽ lên tốt, mà nếu không có thì cái từ đào tạo SEO không giấu của bạn không lên tốt. Nên suy nghĩ khá buồn cười của rất nhiều bạn mới làm SEO. Thật ra cái từ đào tạo SEO không giấu lên tốt chẳng liên quan đến việc các bạn đặt title nó có cái từ đấy không, từ chính nội dung của bạn. Từ này có tốt không? Nó được bách linh đổ về. Bách linh đổ về được không? Bách linh mà để là không giấu được về. Nên tốt bình thường. Thế này, loại bỏ này là suy nghĩ các bạn. Nếu bạn muốn làm sao tử tế. Tiếp theo loại bỏ này là bớt tham lam đi. Dành nhiều thời gian, công sức và cố gắng phân tán rủi ro. Đấy. Thì mình khuyến khích các bạn là gì? Xem một từ khóa và một bài viết, ý được một từ khóa chính. Trong đấy có thể chứa nhiều từ khóa liên quan. Mình có thể thấy đây là nhiều cái long tail rồi. Đấy, thì mình hy vọng câu hỏi này sẽ trả lời cho các bạn biết là bạn có nên SEO nhiều từ khóa một bài viết hay không và nhiều post hay không, bài viết là post như nhau bạn không. Đấy, thì xin chân thành cảm ơn các bạn. Tôi rồi giả viên tài khoản là SEO tại đào tạo SEO website nhé. I'm still alive.